Đây là chiếc quay Alpha. Xe này chạy 10 năm chưa ta? Đây 21 hả? Có 72.000. 72.000 cây, mới mở rồi lần đầu không? Có không? Mới mở lần đầu không? Giờ nó la luôn rồi, nó hết đại rồi. Bố zin nè. Nó sắc zin nè. Càng zin nè. Zin nó chỉ 4 tép thôi nha anh em. 1, 2, 3, 4 không? Đó. Bây giờ mình sẽ làm lên. Chút con quay cho anh em xem cái đầu bắt nữa. Xe máy còn ngon lắm. Không có điều nồi hết chạy rồi. Tu nó khuyết hết rồi. Đây bầu cu cho neo nữa. Mình nhìn neo mập. Đây sau khi mình mới làm lại xong cái nồi của con VA. Xe này chạy thuộc nồi rồi. Đấy, anh em thấy á, giờ mình làm lại hết luôn. Mình thay bố này kia hết luôn á. Thay bố nè, theo bên mình ha. Bố mình nó dày hơn. Đó, mình thấy không? Với nó sắc. Mình thay nó sắc nhám nha anh em. Em cứ được bắt gương bộ luôn. Mình thay thêm cái lò xo theo vào bên mình luôn. Nó cứng hơn. Em chạy nó bốc hơn á. Mình lên 4 lên 5 tép. Mình là làm lại cái chuông á, nó bị phiết rồi đó anh em. Anh em thấy á, làm mê luôn. Với mình làm lại cái chuông heo luôn á, anh em thấy nó bị rơ á. Sắp cuộc cái lỗi này luôn. Anh em hết bị tình trạng giọng nồi với hai cái mặt nhôm. Làm lại hết luôn. Mình canh theo bên bài theo bên mình ha. Rồi, để mình tiến hành mình gáp vô. Xong rồi ra mình test cho anh em xem sự khác biệt của cái nồi nha, sau khi mình làm xong. Chạy 72.000 cây. Hết rộng hết. 72.000 cây. Rồi, anh em nhu cầu liên hệ mình nha.